để em có thể phối hợp với cái quần short đi của mình nhìn thật thể thao và có thể hắt chân dài dài. Vì em và vì mình và chị Như sẽ như chị. Đúng rồi.
thì con gái mình lúc nào cũng phải mang theo những cái đồ linh tinh. Cầm nhiều quá thì nó cầm kềnh, mà chiếc túi này vừa nhỏ gọn mà có thể là vừa định hết được những thứ mình cần nữa. Các bạn hãy bấm subscribe và lấp hình cái chuông để theo dõi kênh Lucin TV, để mỗi lần mà Lucin ra những video mới nhất hãy đón xem nha các bạn. Và các bạn thấy bộ trang phục thứ hai của Nhi và chị Như thế nào? Các bạn nhớ like và comment ở dưới nha. Và bây giờ chúng ta hãy tới với trang phục thứ ba và cũng là trang phục cuối cùng cho ngày hôm nay. Yay! Ta-da! Xin chào mọi người, mình là Như Jessie. Còn mình là Bảo Nhi. Tụi mình đã quay lại với The Style 101. Và đến với bộ đồ thứ ba, Như chọn cho mình một chiếc đầm rất là sặc sỡ, và đặc biệt là màu sắc và họa tiết của nó làm cho các bạn nổi bật hơn trong những khung hình. Chắc chắn là khi mà đi du lịch thì mình phải chụp hình và expo cho mình những những tấm ảnh gọi là lung linh nhất, sống ảo nhất rồi. Thì đây là một sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người, tại vì cái màu sắc của nó và họa tiết mắt người khác, ngay cả các bạn nổi bật liền trong các khung ảnh và ngay cả những người đối diện với các bạn cũng đều sẽ chú ý liền. Nên chị mình rất là thích cái đầm này, nó rất là đẹp và rất là thoải mái. Chị rất là thích cái bộ trang phục này của Nhi luôn á, tại vì nhìn nó rất là tôn dáng của Nhi. Dạ, có lẽ bây giờ là cao phía thứ ba của em luôn rồi, cho nên là em sẽ lựa chọn cái áo tốt thật là đơn giản, thích hợp cho mình cái quần sporty. Với cái quần này các bạn có thể hất cho mình dài ra để có thể chụp được những tấm hình đẹp của Instagram đó. Với lại cả là với cái sự đồng điệu từ khoảng cao phía đầu bây giờ thì em đã kết hợp với một cái áo khoác sọc caro để có thể phù hợp được với chị Như hơn. Đúng rồi, chị em mình chung một họa tiết nhìn nó sẽ đặc biệt, có điểm tương đồng với nhau nhiều hơn. Với cả cái thời tiết Việt Nam bây giờ thì cũng đã lùn tới cuối năm rồi, với cái áo khoác như thế này và những cái kết hợp những cái sọc caro như thế này thì rất là phù hợp luôn. Ba bộ trang phục thì mọi người yêu thích bộ trang phục nào hãy comment phía dưới để cho Như Winnie biết nha. Và đừng quên hãy lấp hình cái chuông và bấm subscribe cho kênh YouTube Lucin TV cho mọi người để luôn cập nhật những video clip mới nhất. Nhi ơi, hôm nay em cảm thấy được tham gia chương trình, em thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui khi được là khách mời của chương trình The Style 101. Nhờ chương trình em có được nhiều cách phối đồ khi mà đi du lịch và có thể là phối đồ cho cả bản thân của mình nữa. Các bạn nhớ subscribe và like kênh channel của mình và có thể theo dõi Instagram của mình ở đây nha. Chị cũng rất là vui khi hôm nay chương trình cho chị một cô nàng xinh đẹp như vậy đồng hành cùng với mình. Hẹn gặp các bạn tuần sau nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.